Rồi, chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Vân. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Bên em là xe cũ chính hãng của Toyota Phú Mỹ Hưng, có mua bán trao đổi ô tô cũ tất cả các hãng. Anh chị có nhu cầu mua bán trao đổi ô tô cũ thì cứ alo cho em Vân nha, em sẽ thu mua tận nơi với giá cao luôn. Ở hôm nay thì em xin báo giá tất cả những chiếc xe mà bên em còn đang bán nha anh chị. Ở bên em chỉ làm những xe đẹp, xe chất thôi, tuyệt đối không làm những xe xấu, xe lỗi. Vì vậy anh chị chỉ cần đăng ký kênh của em thì sẽ không mất thời gian đi tìm những xe đẹp, xe chất nữa nha. Rồi đầu tiên thì em xin giới thiệu, đây là chiếc Toyota Fortuner máy dầu số tự động một cầu, xe sản xuất năm 2018, nhập nguyên chiếc từ Indo luôn, đã chạy được 99.000 km rồi. Xe cá nhân biển tỉnh gốc Sài Gòn. Và giá chào bán bên em là 935 triệu nha anh chị. Giá vẫn còn thương lượng mạnh cho anh chị vui vẻ thiện chí. Rồi kế bên là một chiếc xe mang nước sơn là màu đồng ánh kim, Toyota Fortuner máy dầu số tự động một cầu luôn. Xe được sản xuất năm 2021, siêu cọp luôn, mới có 38.000 km luôn. Xe cá nhân biển tỉnh và giá chào bán bên em là 1.095 tỷ. Rồi kế bên đây là chiếc Toyota Corolla Cross, xe 1.8V, bản 1.8V nha anh chị. Siêu lướt luôn, mới có 10.000 km thôi, xe cá nhân biển tỉnh. Và giá chào bán bên em là 920 triệu, xe siêu lướt mới có 10.000 km thôi. Toyota Corolla Cross, xe 1.8V. Giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Xe mang nước sơn là màu trắng, 920 triệu. Rồi kế bên là một chiếc xe màu đỏ, đã được anh chủ cũ độ lên cái mâm màu đen này anh chị ha. Và giá chào bán cho chiếc xe này là 770 triệu. Toyota Camry, xe sản xuất năm 2016, bản 2.5Q. Xe cá nhân biển tỉnh. Xe đã chạy được 70.000 km rồi. 770 triệu cho mẫu xe Toyota Camry 2016, bản 2.5Q. Rồi kế bên em đây là chiếc Honda CR-V, xe sản xuất năm 2009, bản 2.0 số tự động, nhập nguyên chiếc từ Đài Loan nha anh chị. Xe mang nước sơn là màu đen, xe cá nhân biển tỉnh, giá chào bán bên em là 390 triệu. Giá vẫn còn thương lượng nha anh chị, 390 triệu cho mẫu xe Honda CR-V sản xuất năm 2009, mẫu 2.0 nhập Đài Loan. Rồi tiếp theo là chiếc xe được rất là nhiều anh chị quan tâm luôn, đó chính là Toyota Innova, xe sản xuất năm 2017, số sàn, xe cá nhân biển Sài Gòn. Xe đã chạy được 130.000 km rồi. Và giá chào bán bên em là 570 triệu. Giá vẫn còn thương lượng mạnh cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. 570 triệu cho mẫu xe Toyota Innova số sàn sản xuất năm 2017. Xe cá nhân biển Sài Gòn, xe mang nước sơn là màu đồng ánh kim. Rồi ở phía trên lầu 2 thì em còn khoảng hơn chục chiếc xe nữa nha anh chị. Bây giờ em sẽ lên lầu 2 để quay cho anh chị tham khảo. Thì anh chị theo dõi phần 2 của video nha.